trạng trình khuyên can chúa Trịnh. Sau khi vua Lê Trung Tông thời Lê Trung Hưng mất mà không có con nối dõi, Trịnh Kiểm đã định phế ngôi của nhà Lê nhưng lại sợ dư luận xì xào nên đã cho người tới hỏi ý của Trạng Trình. Lúc này bên cạnh Trạng Trình có một chú tiểu. Trạng Trình quay sang nói với chú tiểu rằng giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Thực ra đang nhắc khéo bề tôi của chú Trịnh là giữ ngôi giúp nhà Lê mà làm bề tôi chung thì sẽ lợi hơn. Trịnh Kiểm nghe theo và sai người đi tìm được cháu của chi ông Lê Trừ, tức là anh trai của Lê Thái Tổ, tên là Lê Duy Bang, sau này là vua Lê Anh Tông. Chúa Trịnh mượn tiếng là phò nhà Lê nhưng nắm toàn bộ chính sự, còn nhà Lê thì nhờ họ Trịnh mà giữ được ngai vàng. Hai bên dựa lưng vào nhau và tồn tại được hơn 200 năm, bởi vậy có câu Lê tồn Trịnh tại. Vậy mới thấy Trạng Trình quá giỏi. Tiến sĩ thời Lê Trung Hưng đã làm bia ở đền Trạng Trình và có ghi về tiếng tăm của Trạng như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu, nghìn năm sau vẫn sáng như một ngày. Yeah.